Thưa quý vị, nhân Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Quý Mão 2023, sáng nay 18 tháng 1, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc Tết gia đình, dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà lãnh đạo tài năng, uy tín, nhà văn hóa lớn của đất nước, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Cách mạng Việt Nam, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trò chuyện với thân nhân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ đối với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Theo Thủ tướng, Đảng và Nhà nước ta ghi nhận đồng chí Phạm Văn Đồng là nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới, nhìn xa một trong những nhân vật xuất sắc, có ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam trong thế kỷ 20. Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, chúc gia đình đón Tết Quý Mão 2023 đầm ấm, an vui. Thay mặt gia đình, ông Phạm Sơn Dương, con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng bày tỏ xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và gia đình, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, nhất là vào dịp Tết đến xuân về. Đồng thời, ông Dương cho biết, gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, góp phần xây dựng đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng tới dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chúc Tết gia đình. Thủ tướng đã bày tỏ lòng thành kính trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng huyền thoại của dân tộc. Thủ tướng cho biết, trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, phong phú và sôi nổi, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội ta. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cán bộ, chiến sĩ quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia và đông đảo nhân dân thế giới. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, nhiệm vụ của các thế hệ hôm nay và mai sau là giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã giành được. Nhân dịp đón xuân mới Quý Mão 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc gia đình Đại tướng mạnh khỏe, đón mùa xuân mới vui tươi, an lành, hạnh phúc, tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống gia đình, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.